tinh thần đồng đội bằng cách bận đồng phục nha. Các bạn ơi, nâng cao tinh thần đồng đội bằng cách bận đồng phục nha. Nâng cao tinh thần đồng đội, nâng cao đồng đội nha. Rồi, các bạn ơi, nâng cao tinh thần đồng đội nha. Nâng cao tinh thần đồng đội bằng cách cởi. Ê, gần đây có một ngôi nhà hoang rất bí ẩn. Thằng nào đi với tao? Tao. Được lắm, rất đàn ông. Tao đi nữa. Được, dữ dằn. Tao nữa. Good boy. Mày, sao? Tao đi ngủ. Ngủ. Dì ơi, em nơi nào cho anh biết tên? Chẳng biết em đã được ai hôn lấy em mỗi ngày. Anh gặp em đã nhiều lần nhưng tim rơi bay. Vì thế cứ mãi nhìn lén ở phía sau mà thôi. Ngất ngây trời mây khi em nói câu xin chào. Chàng trai bao lâu theo sau em đã để ý. Tiến lại gần em hương thơm tỏa thật siêu kỳ. Dừng lại một phút, anh muốn nói. Rơi mất luôn lời về từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên. Truyền thái ý đi, em đẹp như bức tranh địa thuyền. Nàng đã mang anh đi về nơi cánh tiên muôn vạn điều lành. La 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 ba 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 ba. Truyền thái ý, truyền thái ý. La 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 ba 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 ba. Truyền thái ý đi, truyền thái ý. Dì ơi, em nơi nào cho anh biết tên? Chẳng biết em đã được ai hôn lấy em mỗi ngày. Anh gặp em đã nhiều lần nhưng tim rơi bay. Vì thế cứ mãi nhìn lên ở phía sau mà thôi. Ngất ngây trời mây khi em nói câu xin chào. Chàng trai bao lâu theo sau em đã để ý. Tiến lại gần em hương thơm tỏa thật siêu kỳ. Dừng lại một phút, anh muốn nói. Truyền thái ý đi, anh đã rơi mất luôn lời về từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên. Truyền thái ý đi, em đẹp như bức tranh điêu thuyền. Nàng đã mang anh đi về nơi kinh thiên một vạn điều lành. La 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 ba 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 ba. Truyền thái ý đi, truyền thái ý. La 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 ba 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 ba. Truyền thái ý đi, truyền thái ý.
hai điều này cùng nhau em nhé. Chẳng ai có thể chia cách đôi ta. Chén rượu cuối cùng lạc vào nơi tiên cánh. Em ơi em đừng lo vì anh ở ngay đây rồi. Ê nhóc, ai mày ngủ đây? Mày ăn à? Đi về. Đi về. Thần kinh à?